Xin chào bà con và các bạn, quay trở lại kênh của Nông Trại 91 nha. Thì hôm nay thì mình muốn quay cái video clip chia sẻ cái cách mà ở nông trại mình đang uống cúc từ 1 đến 7 ngày tuổi ra lông đều như thế nào cho bà con nào mà mới chăn, có ý định gọi là đưa cái con này vào mô hình kinh tế của gia đình á, hoặc là những ai mà đang có gọi là manh nha nghiên cứu để có thể nắm đầy đủ kỹ thuật mà nuôi chim cút thả vườn tốt hơn á, thì mọi người có thể xem clip này của mình nha. Thì khi mà mình thấy là nếu như mà mọi người khi mà cái cúc giống nở ra từ lồng ấp á mọi người, thì mọi người tốt nhất là nên để ở trong đó khoảng một ngày nha. Mình đừng nên là đem nó xuống liền, tại vì lúc đầu ở nông trại mình cũng vậy, mình vội quá, tại mới đầu lúc trước á là mình đem nó xuống nên là hao hụt nó rất là nhiều luôn, tại vì lúc đó nó chưa khô lông và nó còn rất là yếu. Mới một ngày đầu á thì mình nên để nó ở trong lồng úm, lồng ấp cúc để nở mọi người. Còn nếu như mà mình muốn đưa nó xuống lồng úm như này á thì phải đợi khoảng một ngày sau nha mọi người. Khi mà cái con cúc của mình á nó khô lông hoàn toàn á thì mình đưa nó xuống thì nó bắt đầu ăn và uống nước rất là khỏe mạnh luôn. Thì như mọi người đang thấy ở trên màn hình á, đó là cái con cúc mà đã xuống được 7 ngày rồi á, thì nó ra lông gần như là 80-90% rồi mọi người. Có nhiều con là mình cảm tưởng như nó đã gần như là phân biệt được con đực con cái luôn á, tại vì ở dưới nó bắt đầu nó có mọc lông ở dưới cổ nó rất là nhiều đó. Đây nè, có mọi người thấy đây là mấy em cúc 7 ngày nè, kiểu nó lông nó rất là kiểu ra đầy đủ luôn á. Thì lưu ý là mọi người nên để cúc sau khi nở ở trong lồng úm một ngày ha, khi khô lông hoàn toàn thì nên đem xuống. Rồi và thứ hai là khi mà mình úm cúc á thì cần chuẩn bị một cái, tùy vào số lượng cúc của mình nuôi nha mọi người, mình úm á thì ở cái chuồng 1m2 này thì mình đang úm khoảng cách rất là rộng luôn để cho mấy cái con cúc này nó thoải mái á, nó vận động á. Thì là ở đây khoảng cỡ chừng 100, khoảng 120-140 con á mọi người. Thì một chuồng úm 1m2 như này thì mình sử dụng hai cái bóng đèn. Bóng đèn này là bóng đèn huỳnh hồng ngoại nha mọi người. Đây, mình mua ở tất cả cửa hàng điện nào cũng có bán hết á, là 40 ngàn một cái á. Thì ở đây mình sử dụng là hai cái bóng như thế này, tại vì mình sẽ để nó kiểu gần như ở kiểu ở giữa chuồng, chứ mình đừng có để một cái ở giữa như thế này nha mọi người. Tại vì nó sẽ, con cúc nó có xu hướng là tụ tập vào một đám đông để nó kiểu chui rút vào một cái góc như thế này nè. Mà khi mà mình để bóng đèn nó ở giữa thì nó sẽ không có tỏa nhiệt ra đủ, và mấy con cúc này nó sẽ dễ bị lạnh á, dễ sinh bệnh hơn đó mọi người ha. Đây. Thì đó là cái chuồng úng cúc ở chỗ mình đang làm là hai bóng đèn hồng ngoại nha mọi người, với là ba cái khay ăn. Tại vì nếu như mà mình để một cái khay ăn á, thì cũng được, nhưng mà mấy con cúc này nó sẽ bị hạn chế, khi mà nó vô thì khoảng 10 con một cái khay ăn thì nó quá đông, nó sẽ không có ăn được nhiều. Cho nên là mình bố trí ở đây là một cái khay ăn dài, một cái máng ăn dài như này. Mình mua ở ngoài cửa hàng bán đồ nhựa thì 35.000 một cái máng như này nha mọi người đó. Thứ hai là mình không nên sử dụng cái mà mình hay cho gà ăn á mọi người. Thì cái đó nó dễ bươi ra ngoài ghê lắm, nó bươi ra là hao thức ăn rất là nhiều luôn mà nó không ăn được. Thì mình mua một cái khay như thế này nè, mình mua ở đây là 7.000 một cái khay đỏ như thế này nha mọi người. Xong rồi mình về mình lấy cái lưới bọc nhựa, mình rào nó lại như thế này. Thì mục đích để làm chi? Để nó không có bươi ra, trời nó quậy kinh khủng luôn á mọi người. Mấy cái con này á, nó bươi ghê lắm. Cho nên là mình hãy rào nó lại để bảo vệ thức ăn, tránh gây lãng phí á.
mà nó cào ra ngoài nó không có ăn được nhiều thì mình kiểu giống như là mình sẽ bọc nó lại. Đó, đó là thêm hai cái khay ăn này kiểu đó. Và điều quan trọng là con cúc á, nó uống nước nhiều lắm á mọi người, tại vì nó ăn liên tục. Khi mà bây giờ thì trời đang buổi trưa trưa á, cho nên là nó nắng nóng thì mình tắt bóng điện đi. Chứ còn nếu mà mình bật bóng điện á là nó ăn liên tục, thì mình cần hai cái máng nước như thế này. Mà cái máng nước á thì mọi người lưu ý là mình nên rửa sỏi xong mình bỏ vô đây nha. Tại vì từ cái lúc nó mới nở tới khi mà khoảng 7 ngày tuổi thì nó kiểu nó hay tới chỗ nước để uống, mà nó sẽ ngã vào đó thì cái lông nó bị lạnh thì nó dễ gây bệnh và cũng như là dễ gây thất thoát con giống của mình hơn. Cho nên là mình bỏ thêm đá để cho nó không có bị ngã vô, nó không bị ướt lông á. Thì mọi người lưu ý ha, chỉ cần máng nước, máng thức ăn rồi hai cái bóng điện. Và một lưu ý của mình cho mọi người nữa là ở cái nền á, thì nền chuồng á thì mình sử dụng là trấu. Mà mấy con cúc này nè, lúc mà nó còn nhỏ như này á thì nó đi phân ra nó không có hôi mọi người. Nhưng mà nếu mà lâu ngày quá thì nó sẽ bị hôi, thì mình sẽ mua thêm cái chế phẩm sinh học ở ngoài tiệm thú y á, rồi mình về mình pha với nước rồi mình xịt vô. Đó. Mình xịt vô là nó hết à, là nó hết mùi hoàn toàn luôn á. Đó, mọi người đang thấy là ở đây là cúc của mình đã được 7 ngày tuổi. Thì ở nông trại của mình á, thường thường thì 3 tuần 21 ngày thì mình mới cho nó ra ngoài vườn để thả đi tự do, để nó bươi cào, nó phát triển lông cánh nó đầy đủ, chứ không có cho nó ra sớm quá. Tại vì nếu mà trời nắng nóng như bây giờ mọi người thì mình cũng có thể là cho nó ra sớm được, nhưng mà lúc đó nó chưa có đầy đủ lông cánh á, nó chưa có thực sự khỏe mạnh, mà mình đưa ra ngoài thì rất là dễ hao hụt con giống của mình á. Mà quá trình mình ấp rồi mình nở rồi mình chăm sóc nó rất là công phu luôn, mà để nó thất thoát sau khi mà mình thả xuống vườn á thì rất là đáng tiếc và tốn công tốn thời gian rất là nhiều á. Cho nên là mình khuyên mọi người á, sau nhiều lần mà mình trải nghiệm á, thì mình khuyên mọi người nên để là ít nhất 20 ngày rồi mình hãy thả ra vườn, là cái khoảng thời gian đó là con cúc của mình nó khỏe mạnh hoàn toàn và nó không có hề bị thất thoát một con nào luôn. Còn nếu như mọi người mà cho nó khoảng 10 ngày á, thì như bây giờ thì 10 ngày mọi người thấy nó cũng đủ lông nhưng mà nó vẫn còn kiểu non nớt lắm. Thì mình nó ra ngoài thì nó rất dễ bị hao hụt con giống của mình. Cho nên là tốt nhất là mọi người nên để 20 ngày hoặc là 21 ngày, 20-21 ngày á. Lúc đó nó khỏe mạnh hoàn toàn thì mình hãy đưa nó ra ngoài để thả vườn nha. Thì mình muốn làm cái video này để chia sẻ cho những ai mà đang có ý định nuôi cúc thả vườn, cũng như là đang nghiên cứu về cái mô hình con vật nuôi này để đưa vào kinh tế gia đình á, thì mọi người có thể xem và có thể có thêm gọi là một cái nơi để mọi người gọi là sao nhỉ, xem để biết trước á, để mọi người chuẩn bị đầy đủ những cái dụng cụ này nè, trước khi mà mình đưa cái con cúc từ cái lồng ấp xuống á, thì mình đã có đầy đủ để mình đưa cái con cúc vào và mình chăm sóc nó ngay từ những ngày đầu luôn. Tại vì những ngày đầu thì con cúc này nó rất là yếu ớt, cho nên là mình phải chăm sóc kỹ để tránh bị hao hụt thất thoát. 3 ngày đầu á thì nó sẽ hao hụt rất là nhiều nếu như mà mình không có chăm sóc kỹ á mọi người. Thì đây thì mình sẽ mua cám cúc cho nó ăn nha mọi người. Ở đây thì mình bỏ thử cho nó cám bắp này, nó cũng ăn luôn nhưng mà nó ăn yếu hơn là cám cúc á mọi người. Đây, đây là những con cúc 7 ngày tuổi, nó ra lông gần như là đều hết rồi của mình. Và sau những cái video này thì mình sẽ ra những cái video về cúc thả vườn, chim trĩ thả vườn, cũng như là con sâu canxi hay là dế mèn thái ở nông trại mình đang nuôi. Cho nên là nếu như mọi người, bà con hay anh chị nào quan tâm đến những vật nuôi đó, muốn đưa vào làm kinh tế gia đình mình á, thì nhấn vào nút đăng ký để có thể xem những video mà ở nông trại mình đã chăm sóc và ấp nở những cái con vật nuôi này như thế nào cho mọi người xem, để mọi người có thêm một chút
gọi là thông tin tham khảo nha. Và cảm ơn mọi người đã coi đến hết video. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nha.